Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đang giúp tạo ra khối lượng và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Nhưng để tạo ra chuỗi giá trị cao và bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, việc liên kết sản xuất theo chuỗi được xem là giải pháp căn cơ. Năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng 3,86%, trong đó nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,09%, thủy sản tăng 6,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 40,02 tỷ đô la Mỹ với thặng dư thương mại khoảng 8,72 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thách thức lớn với ngành nông nghiệp Việt Nam là chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Thị trường đầu ra cho nông sản cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới, đồng thời cũng phải cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu do các nước trên thế giới quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã và đang tạo ra những lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương trên thị trường. Hàng năm, Bộ Công Thương đã có những chuyến khảo sát thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quảng bá tiêu thụ sản phẩm thông qua việc hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia các hội chợ trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm, các đoàn giao dịch thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động này được địa phương và doanh nghiệp đánh giá cao. Các địa phương cần phải đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại đối với các địa phương trong tỉnh, các địa phương trong tỉnh, các địa phương trong cả nước và hộ có thể là phối hợp với các cái sở công thương để đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến thương mại và của liên kết vùng trong tiêu thụ nông sản nói riêng và trong tiêu thụ các sản phẩm của các địa phương nói chung là rất là tốt, rất là hiệu quả. Với lợi thế đường cao tốc, đường sắt và hệ thống cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc gia Mường Khương và một số cửa khẩu phụ, tỉnh Lào Cai là cầu nối giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, trái cây vào thị trường tỉnh Vân Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng. Các mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vào tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc bao gồm gạo, cao su, cà phê, thanh long, tôm, cá khô, v.v. từ các tỉnh miền Trung và đồng bằng Nam Bộ, ngô, sắn, vải thiều, nhãn, chuối, dừa từ Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc. Do vậy, những năm gần đây, Lào Cai đã liên tiếp tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, kết nối tiêu thụ nông sản, trái cây rất hiệu quả được doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá cao. Nông thủy hải sản của Lào Cai năm nay thì tập trung vào cái việc là sẽ mời chúng tôi mời trên 200 doanh nghiệp ở khắp các vùng miền của nước cùng với lại khoảng hơn 100 doanh nghiệp của Trung Quốc. Thế thì đối với Trung Quốc thì hiện nay cũng đang có một số những cái chính sách thay đổi siết chặt về cái quản lý về xuất xứ hàng hóa cũng như là cái cấp CO và cái chứng nhận cái chứng chỉ xuất xứ của cái hàng hóa và kiểm định chất lượng. Chính vì lẽ đó cho nên là trong cái hội nghị này chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái việc là hướng dẫn cũng như là trao đổi giữa hai bên, giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam sẽ trao đổi với nhau về những cái quy định để mà thông báo cho các doanh nghiệp nắm được trong cái quá trình mà xuất nhập khẩu để thuận lợi hơn. Có thể nói rằng là ngoài cái việc mà xuất khẩu ấy, thì chúng tôi đã đẩy mạnh cái việc là bán con ngao sống và các sản phẩm con ngao tại thị trường trong nước. Và cũng xin báo tin mừng rằng là chúng tôi đã có một cái thương hiệu tương đối tốt tại tất cả các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch và các chuỗi nhà hàng ăn uống lớn của Việt Nam. Và việc mà tổ chức một cái hội nghị xúc tiến thương mại tại đây ấy, là chúng tôi có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc các doanh nhân. Và nay tại đây ấy, chúng tôi đã có những cái tiếp xúc với các một số doanh nhân của Lào Cai để có thể đưa sản phẩm lên. Thế thì vừa qua chúng tôi đã có siêu thị tại Sapa, chúng ta đã giới thiệu sản phẩm của tôi và đã có hợp đồng ở đó. Và nay tại Lào Cai này chúng tôi cũng đã có hợp tác với trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Lào Cai để chúng tôi có thể đưa sản phẩm của mình. Tôi cho rằng là đây là một cái sân chơi rất bổ ích cho các doanh nghiệp và các cái chúng tôi như chúng tôi là được giao thương và trực tiếp làm việc hẳn với lại cái đối tác ở bên nước ngoài. Vâng, thế thì thông qua cái đợt xúc tiến thương mại ở đài thì chúng tôi cũng mong muốn là nên mở rộng thêm cái hàng năm ta lên là đưa thêm cái đợt xúc tiến thương mại có thể là tăng lên 6 tháng một lần chẳng hạn thì nó nên hay hơn. Hiện nay thì trong cái sản phẩm này thì đặc biệt cái quả na thì là một sản phẩm nó khó, nó nhìn chính.
Nhưng mà các địa phương như trong phía Nam của chúng tôi thì đã có đi các tỉnh phía Nam, thậm chí ngoài Trung là tới Quảng Ngãi. Còn ngoài Bắc thì cũng có đi, nhưng mà đi vận chuyển bằng đường hàng không thì cước phí quá rất là cao. Cho nên cũng muốn nhận cái cơ hội xúc tiến này thì mình đề xuất những cái cơ quan đó có cái một cái gì mà giúp đỡ cho doanh nghiệp để cái hạn chế cái chi phí và được đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách tốt nhất. Nói chung và cái hội nghị xúc tiến của tỉnh Lào Cai nói riêng hôm nay thì do qua tiếp xúc hai ngày hôm qua và hôm nay thì chúng tôi đánh giá là cũng có những rất là tiềm năng. Cái thứ nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước, tuy là cái hội thảo để xúc tiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhưng mà thực tế là chúng tôi cũng liên kết được các doanh nghiệp trong các tỉnh của Việt Nam này để trao đổi hàng hóa, người mua kẻ bán qua lại thì cũng là một cái tôi đánh giá là một cái rất là tốt. Cái thứ hai nữa là những cái doanh nghiệp Trung Quốc hôm qua nay thì cũng mình cũng đánh giá cũng rất là tiềm năng và cũng mình cũng đã chọn được một hai cái doanh nghiệp để có thể hợp tác. Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Chính phủ đã giao chỉ tiêu phát triển ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu trên, ngành nông nghiệp cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành, phát triển sản xuất theo 30 sản phẩm chủ lực gồm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh hơn nữa với nhiều hình thức đặc biệt trong liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ để thúc đẩy tiêu thụ trong nước.